Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì mấy ngày hôm nay thì có nhiều anh em hỏi mình là dịch thế này mình có chuyển bồ câu được không? Tại vì mình cũng có rất nhiều những cái đơn hàng mà anh em đặt á. Thì hôm nay mình cũng xin thông báo là ở trại mình là ship vô tư anh em nhé. Những địa phương nào hiện tại đang áp dụng chỉ thị 16 thì hiện tại thì mình không ship được. Chứ có những địa phương mà không giãn cách xã hội mà những cái tuyến xe khách cũng như xe tải vẫn chạy á, thì ở trại mình vẫn ship vô tư anh em nhé. Anh em có thể thấy là từ chim bồ câu giống đến chim bồ câu ra ràng này, ở trại mình đều có thể vận chuyển được, không có gặp bất cứ những cái trở ngại to lớn nào mọi người nhé. À, tại vì mọi người cũng hình dung này, đây, ở trại của mình đây là chim bồ câu là nó xuất đi liên tục ở dưới bồ câu ra ràng, nhưng mà ở trên là bồ câu bố mẹ đẻ lại rồi, chứng tỏ là cũng rất là chất lượng. Đây, mình cũng thường xuyên làm những cái video thực tế ở trại ấy, để cho anh em xem cho nó đã mắt, thực ra nó đã mắt, và cái thứ hai để anh em có những cái hình ảnh thực tế. Chứ nhiều khi nó lại bảo mình chém gió, nhưng mà thực ra là mình đâu có chém gió đâu anh em ạ. Mình anh em đến trại mình là có thể thấy thực tế. Nếu mà anh em không tới tại trại của mình được á, thì qua những cái video này anh em này, anh em có thể tưởng tượng một cách rõ ràng nhất chim bồ câu nó to nó nhỏ ra sao, thì anh em đều có thể nhìn thấy rõ nhất, không có gặp bất cứ một cái trở ngại gì trong cái việc tiêu thụ chim bồ câu mọi người nhé. Nếu mà anh em nào mà còn lăn tăn á, thì ở trại mình hay nói là mình bao đầu ra luôn cho anh em, mà có nghĩa là anh em chỉ phải nuôi thôi, nuôi chim bồ câu rồi ở trại mình, hệ thống trại của mình sẽ lo đầu ra. Hiện tại đây mình cũng nói luôn là mình có một cái hệ thống tiêu thụ chim bồ câu ra ràng rất là mạnh, từ những cái quán ăn nhà hàng đến những cái hệ thống siêu thị ấy, thì mình đều cung cấp chim bồ câu ra ràng đấy. Những con chim bồ câu thương phẩm nó rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì đang áp dụng chỉ thị 16 giãn cách toàn xã hội, nhưng mà mình vẫn chuyển chim bồ câu thịt anh em nhé. Tại vì những cái thực phẩm thì thuộc cái mặt hàng là nhu yếu phẩm cần thiết, nên là mình có thể chuyển chim bồ câu ra ràng, mình ship tận nơi cho những anh em nào mà có nhu cầu mà nấu ăn luôn á, mình ship tận nhà cho anh em luôn, nên là không có bị gián đoạn trong cái việc mà tiêu thụ chim bồ câu ra ràng. Còn đối với anh em nào mua chim bồ câu giống cũng vậy thôi, mình vẫn có thể ship cho anh em tận nhà được. Đây anh em có thể thấy là những cặp chim bồ câu này, cặp chim có bố mẹ, và nó là hết sức tuyệt vời luôn, rất là to và khổng lồ. Mình hay nói là mình thích lắm, tại vì nuôi chim bồ câu ở trên cái môi trường ở trên Tây Nguyên đó anh em, chim bồ câu rất là to này, chim bồ câu phải nói là mình hay dùng cái từ đó là khổng lồ á, thực ra là nó khổng lồ thật đó mọi người ạ, tại vì nó rất là to. Chim bồ câu siêu thịt của Thái mà, đây anh em có thể thấy này, chim bồ câu ra ràng nhìn đã khổng lồ rồi. Khi mà mình xuất chim ra ràng là hầu như là trên 5 lạng hết mọi người nhé. Và cái trọng lượng này những cái chim bồ câu ta hay là những dòng chim bồ khác khó lòng mà sánh được. Đây gặp bố mẹ đang nuôi chim bồ câu con. Cái này là mới được có mấy ngày thôi mọi người nhé, nó nở từ mái ấp trứng ra đấy, là mình cho vào cho chim bố mẹ nuôi luôn. Tất cả những cặp chim sinh sản đều rất là khỏe mạnh và sinh sản rất là đều luôn. Đây cặp này anh em thấy tuyệt vời không, nhìn rất là to. Chim bồ câu á, thì mình ship hiện tại trong cái tình huống mà Covid-19 như này, thì đa số những người dân đấy anh em, nếu mà mình ship lẻ nhé, thì họ mua về họ nướng này, đặc biệt là họ nấu cháo nữa, phục vụ ăn uống ở nhà ấy, và rất là bổ luôn. Mình hay nói là con số thống kê là một con chim bồ câu á, cái chất dinh dưỡng của nó bằng 9 con gà mọi người nhé. Mình có thể tưởng tượng là thịt chim bồ câu nó dinh dưỡng như nào, và nó luôn là một mặt hàng có thể nói là rất là hot trong cái những cái bữa ăn của gia đình.
Và ngoài ra những cái anh em nào mà hay nhậu á, thì ví dụ như là một con chim bồ câu ra ràng như thế này này, trời ơi, anh em có thể chế biến đủ món luôn, nướng này, roti này, quay này, đặc biệt là bồ câu nướng mọi, anh em nướng mọi dễ lắm, anh em có cái hũ gia vị muối á, anh em ướp lên và anh em nướng thôi, à, đảm bảo là anh em đê mê luôn. Chim bồ câu siêu thịt của Thái này nó được một cái là cái rất là lợi thịt đó anh em, thịt rất là nhiều. Nếu như chim bồ câu ta anh em ăn nó có một cái là nó dai nhá, chim bồ câu ta anh em ăn là nó không, thứ nhất là nó không được ngọt thịt ấy, và thứ hai nó là nó hơi bị dai, nhiều người họ không thích ăn. Còn đối với chim bồ câu tiên Thái siêu thịt này thì thịt nó rất là mềm mọi người ạ, rất là mềm nhá, và thơm, và nó nhiều thịt nữa. Còn những đây là cặp chim bồ câu cảnh này, đây là chim bồ câu thổi kèn mọi người ạ. Còn mình thì vẫn ưa chuộng nhất dòng chim bồ câu siêu thịt này thôi. Dòng siêu thịt nuôi kinh tế là lợi nhất mọi người ạ. Mình hay nói là trả lời anh em đó là nuôi chim bồ câu 100 cặp thì một tháng lời bao nhiêu đấy. Thì mình cũng nhớ không nhầm thì cũng làm khoảng vài clip rồi. Nghĩa là nuôi 100 cặp thì thường thường anh em sẽ lời được khoảng 6 triệu một tháng đấy, sau khi mình trừ hết chi phí. Giá chim bồ câu ví dụ như là nó luôn ở cái mức gọi là khá anh em nhé. Tại vì chim bồ câu nó thuộc cái dòng hơi xa xỉ phẩm một tí mà. Nhưng mà được rất nhiều người họ ưa chuộng họ ăn nhé. Tại vì chim bồ câu quá anh em, mình nói con chim thôi nhưng mà nó không phải như những cái chim khác, như là chim sẻ hoặc là chim cút hoặc là những con chim khác. Chim bồ câu rất là to, nên là mình đôi khi một gia đình nhá, tầm khoảng ăn tầm khoảng hai con chim bồ câu ra ràng thôi là mình cũng đủ được một bữa rồi. Còn gia đình nào đông đông thì khoảng 3 4 con thì là mình đã phục vụ có thể là trong một bữa ăn rồi. Nên là nhiều anh em rất là thích và mua chim bồ câu về để nuôi ở nhà anh em. Nuôi không phải để kinh doanh mà là để phục vụ ăn uống ở nhà. Thì anh em mua tầm khoảng 10 đến 15 cặp. Thì anh em vừa để nuôi ăn ở nhà này, vừa để biếu họ hàng, biếu người thân. Thì nuôi tầm khoảng 10 đến 15 cặp là cũng ok rồi anh em ạ. Một tháng là mình ăn, khi mình ăn không hết luôn á. Nhưng mà nuôi cái số lượng chừng đó thì nó có một cái lượng thịt nó dồi dào hơn cho anh em. Mỗi lần mình ăn khoảng 3 4 con đó chẳng hạn. Ai ăn nhiều thì 5 6 con. Đấy anh em có thể thấy này, chim bồ câu này rất là bự. Mới có mười mấy ngày thôi nha anh em, mà chim bồ câu là tầm khoảng 3 4 lạng. Còn khi xuất đi là trên 5 lạng hết nha anh em. Nhìn rất là tuyệt vời. Ở trại đây mình xuất đi liên tục ấy chưa anh em. Chim bồ câu mình xuất đi liên tục luôn. Mặc dù người ta hay nói là dịch bệnh kinh tế gặp khó khăn, nhưng mà đối với cái dòng chim bồ câu này mình thấy là không gặp vấn đề gì nhiều lắm. Những anh em khác nuôi thì mình không biết, nhưng mà ở trại của mình thì mình vẫn thấy là chim bồ câu nó một hướng đi rất là đúng đắn cho mình, cũng như là cho những cái người mà mua chim giống của mình thấy là rất là ok. Thì nuôi chim bồ câu thì cái mình hay nói là cái chi phí để lập một cái trại nhỏ nhỏ cỡ vài trăm cặp thì cũng không tốn nhiều chi phí như là mình nuôi bỏ vốn ra mình nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, nuôi trâu anh em ạ. Những con nó thực ra là giống nó rất là đắt, và khi mà mình bán đi nó cũng không phải là thuận lợi anh em ạ. Còn con chim bồ câu này nó thì nó khác, cái chi phí để đầu tư nó cũng không cao lắm, và cái việc tiêu thụ á nó cũng tương đối là dễ hơn đối với những cái mặt hàng khác. Như con trâu con bò mỗi lần mình bán đi nó trục trặc lắm chứ anh em. Ví dụ là mình bị dịch gì cái mà mình chui chui mà mình dính ở cái đàn trâu bò của mình là thôi là mình thiệt hại nặng nề luôn.
nuôi chim bồ câu thì không bao giờ có những cái chuyện dịch bệnh anh em nhé.